Xin chào mọi người, đừng cắn, con qua lấy cái nút 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 bạc, qua lấy cái kênh YouTube cho mẹ. Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên Ngọc hai mẹ con, không phải cái nút bạc, cái màu đen đó con, màu đen YouTube. Đúng rồi. Mẹ cảm ơn con. Tới đây, tới đây. Ngọc cảm ơn mọi người đã dành tặng cái này cho Ngọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Gần cảm ơn cô chú đi. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mẹ nghe đi chú. Nè. Thank you so much. Cảm ơn mọi người đã dành yêu thời gian quý báu của mọi người, yêu thương gia đình nhỏ của chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đã. Trời ơi, hồi nhận thì rất mừng luôn. Bây giờ hai mẹ con Ngọc sẽ bóc ra xem hệt. Ok. Con phụ mẹ với. Mở cái ni ra rồi. Mở cái ni ra trước. Mở cái ni ra trước. Mở cái mô ra trước con. Mở cái ni nè. Cái này hả? Này. Cái này là biêu thôi, không có gì hết. Chưa mọi người coi. Là biêu thôi chứ không có gì hết. Đây cũng là lần đầu tiên Ngọc live stream. Ui, trời ơi, con mạnh đấy. Con mở ra đi. Đây, con mở ra đi. Đây. Mẹ phụ không? Không có ba ở nhà hết. Ta để hai mẹ con mình. Con lấy ra đi, Yeah, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Đây nè, con để đây cho mọi người xem. Cảm ơn mọi người. Kênh YouTube của Ngọc đã đạt 100.000 người. Các mẹ chiếc mình Mai Ngọc. Anh gửi đi ra luôn con này. Anh được nè. Thế đẹp không con? Cảm ơn mọi người. Đây là kênh của Ngọc. Là 100.000 người đầu tiên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cái này ra được không? Không, cái này hết rồi con. Gần cảm ơn mọi người đi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you so much. Thank you so much. Con cúi đầu rồi chứ. Gần. Con đứng vô đây nè. Cái đó là máy hút ảnh đó con. Hút ảnh để làm gì? Để hút con khỏi mắt con. Hút mắt để làm gì? Thank you so much. Nè, đứng vô hai mẹ con mình chụp hình. Con đứng vô đây. Ba chỗ nữa kìa. Bà Tú không có ở nhà hay. Cảm ơn mọi người. Con bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người rồi mình coi. Bye. Xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô con đó. Ngọc cảm ơn mọi người rất nhiều. Con chào mọi người.